Kim Vũ xin kính chào quý vị và các bạn, kính mời các bạn xem bản tin Tổng trọng lãnh đạo giáo điều, ôm mộng đốt lò đến cuối đời Ngày 30 tháng 7, BBC Tiếng Việt đăng bài bình luận của Châu Quyên Nguyễn Hòa Nguyễn Phú Trọng, hình ảnh bi tráng của người Cộng sản cuối cùng Tác giả nhận xét, có người cho rằng trong các nhân vật chính trị Việt Nam đương đại ông Trọng có thể được sánh ngang với ông Lê Dưỡng Đánh giá này có lẽ cần được bàn thêm Ông Lê Dưỡng điều hành một nước Việt Nam trong một bối cảnh có thể nói là ít phức tạp hơn ông Trọng. Ông Dũng còn là một vị tổng chỉ huy lực lượng Cộng sản, chiến thắng ngày 30 tháng 4 năm 1975, nên ông có cái uy của vị tư lệnh. Nước Việt Nam thời ông Dũng phân định ranh giới địch ta rõ ràng. Xã hội tụ trung chỉ có hai thành phần, cán bộ và dân chúng. Cán bộ thì nắm tất tần tật, còn dân chúng thì mới hoàn hồn sau chiến tranh, cũng chẳng mấy khó để cai trị. Không có Internet, mà cũng chẳng có mạng xã hội. Và đây là hình bài bình luận trên BBC. Thời ông Trọng khác hẳn, xã hội có nhiều thành phần mà cán bộ cũng năm bảy phe. Chiến tuyến địch ta không rõ ràng, bộ phận dân chúng trẻ tuổi ngày càng đông, không biết chiến tranh là gì, lại học đủ thứ chuyện bên ngoài thông qua Internet, mạng xã hội. Ông Trọng cũng không có một uy thế thủ lĩnh thời chiến như ông Dưỡng. Tác giả cho biết ông Trọng bị nhiều người chỉ trích, gọi bằng những danh từ sách mé hay là nói ông là kẻ giáo điều cộng sản. Nhưng dù ý kiến thế nào, ông cũng là nhà lãnh đạo Việt Nam nổi tiếng nhất trong thời bình. Ông tiếp ba vị tổng thống Mỹ, quốc gia cụ thù. Trong đó có một lần ông được chào đón tại Tòa Bạch Ốc. Sự kiện cho thấy Hoa Kỳ công nhận ông là nguyên thủ trên thực tế của Việt Nam. Tên tuổi ông gắn với chính sách ngoại giao mềm dẻo gọi là cây tre. Theo tác giả, di sản nổi bật thứ hai của ông là cuộc đấu tranh chống tham nhũng với tên gọi đốt lò nhiều người không ưa ông hay không ưa chế độ Việt Nam hiện nay, gọi đấy chỉ là phương tiện để ông cùng các đồng chí cánh hữu đấu đá nội bộ. Và đây là hình cố Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. Tác giả cho rằng chuyện đốt lò của ông Trọng tạo nên uy tín cho ông trong dân. Có thể những hình ảnh người dân tiếc thương ông bị báo chí của Đảng nói bóng lên một chút, nhưng đa số dân Việt Nam kính trọng ông Trọng. Tác giả nhận định ông Trọng là người trong sạch, cũng có những lời ra tiếng vào nói ông dính tới vụ này vụ khác, nhưng không có gì chắc chắn cả. Người ta không nghe nói gì đến con cháu ông, và cho đến cuối đời, ông vẫn đi lại bằng một chiếc xe công vụ cũ kỹ. Giữa cơn rối loạn tư tưởng hậu cộng sản, cộng với cái gọi là kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa, với những viên đạn bọc đô la, ông Trọng xuất hiện như một yếu tố trung hòa cho mọi nhu cầu. Tác giả nhận xét, một mặt, ông lập đi lặp lại những giáo điều Mark Lenin, làm cho những đảng viên thuần đảng được an tâm. Mặt khác, ông tung ra chiến dịch đốt lò, duy trì sự ổn định xã hội cũng như tầng lớp đang cai trị quốc gia. Tác giả nhận định, ông là một chính trị gia khéo léo, không thua kém bất cứ nhân vật chính trị quốc tế nào. Và đây là hình chủ tịch nước Tô Lâm sẽ kiêm nhiệm chức tổng bí thư cho đến đại hội đảng 14. Có người nói ông Trọng là người cộng sản cuối cùng. Câu khẳng định này đúng hay sai, tùy theo chủ quan của mỗi người, tùy theo định nghĩa thế nào là cộng sản. Ông trọng hiểu, nhưng ông vẫn hy vọng cái mô hình Marxist có cơ hội trở lại sau khi ông hoàn tất công cuộc đốt lò. Đó chính là bi kịch Nguyễn Phú Trọng. Vẫn theo tác giả, ông Trọng hoàn toàn hiểu rằng mấy lời huấn thị giáo điều của ông cứ đi từ lỗ tai này sang lỗ tai khác của cán bộ, nhưng ông cũng nghĩ còn nước còn tác. Hẳn ông cũng hiểu rằng sau khi ông lên đường theo các mát thì khó mà tìm được cán bộ nào chịu đi xe cũ và tiếp tục đốt lọ. Quý vị và các bạn đang xem chương trình trực tiếp của Kim Vũ với bản tin Tổng trọng lãnh đạo giáo điều âm mộng đốt lò cho đến cuối đời. Xin mời quý vị và các bạn chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm nút theo dõi trên YouTube và Facebook của Thời Báo Chấm để luôn được cập nhật bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Kim Vũ xin kính chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn trong chương trình lần tới. Kim Vũ xin kính chào quý vị và các bạn, kính mời các bạn xem bản tin. Nhiều tổ chức quốc tế phản đối bản án dành cho bà Ngô Thị Tố Nhiên và yêu cầu Hà Nội trả tự do cho các nhà hoạt động môi trường. Ngày 29 tháng 7, BBC tiếng Việt cho hay, quốc tế phản đối bản án dành cho bà Ngô Thị Tố Nhiên trước chuyến thăm Việt Nam của đại diện cấp cao EU. Theo đó, Liên minh bảo vệ khí hậu Việt Nam, dự án 88 và một số tổ chức quốc tế khác mới đây ra thông cáo kêu gọi chính phủ Việt Nam trả tự do ngay lập tức cho bà Ngô Thị Tố Nhiên cùng những nhà hoạt động môi trường khác đang bị giam giữ bất công. Và đây là hình bài trên BBC. BBC cho biết lời kêu gọi được đưa ra trước chuyến thăm chính thức Việt Nam của ông Joseph Borrell, Phó Chủ tịch Ủy ban Châu Âu, đại diện cấp cao của Liên minh Châu Âu về chính sách đối ngoại và an ninh, diễn ra từ ngày 29 đến ngày 31 tháng 7 theo lời mời của Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Việt Nam Bùi Thanh Sơn. BBC cũng dẫn nguồn từ đại án 88 cho biết bà Tố Nhiên bị tuyên tù 3 năm rưỡi trong một phiên tòa bí mật ngày 27 tháng 6. Thông tin về diễn biến phiên tòa và bản án đều không được chính quyền Việt Nam công bố cho công luận. Theo BBC, ông Joseph tới Việt Nam để thảo luận về cách thúc đẩy hợp tác với Hà Nội trong các lĩnh vực bao gồm an ninh và phát triển bền vững. EU và Việt Nam đã ký hiệp định thương mại tự do từ năm 2020, đưa Việt Nam lên vị trí đối tác thương mại hàng đầu của EU tại Đông Nam Á về hàng hóa. Tuy nhiên, việc Việt Nam không lên án hành động leo thang quân sự của Nga tại Ukraine và việc Việt Nam hoãn chuyến thăm Hà Nội của đặc phái viên về việc thực hiện lệnh trừng phạt của EU. David O'Sullivan vào tháng 5 đã khiến EU chỉ trích, coi đây là một sự ưu ái dành cho Nga. Và đây là hình bà Ngô Thị Tố Nhiên. Vẫn theo BBC, trước chuyến thăm Việt Nam của ông Joseph, bên cạnh dự án 88 và Liên minh bảo vệ khí hậu Việt Nam, Liên đoàn Quốc tế Nhân quyền và tổ chức thành viên Ủy ban Nhân quyền Việt Nam đã có thư ngõ chung kêu gọi Việt Nam trả tự do lập tức cho các nhà hoạt động môi trường đang bị giam giữ tùy tiện, trong đó có Đặng Đình Bách, Hoàng Thị Minh Hồng, Ngô Thị Tố Nhiên. Thư ngõ cũng kêu gọi Việt Nam tôn trọng cam kết bảo vệ nhân quyền như một yếu tố thiết yếu trong quan hệ với EU, bao gồm hiệp định thương mại tự do EU và Việt Nam, và trả tự do cho tất cả những người bị giam giữ tại Việt Nam vì đã thực hiện các quyền cơ bản của con người một cách ôn hòa. BBC nhắc lại, bà Ngô Thị Tố Nhiên là cựu giám đốc điều hành của Tổ chức Sáng kiến Chuyển đổi Năng lượng Việt Nam đã bị đóng cửa sau khi bà bị bắt vào tháng 9 năm 2023. Công an nói bà Nhiên trộm cắp, mua bán, bán hoặc hủy hoại tài liệu con dấu của cơ quan, tổ chức nhà nước theo Điều 342 Bộ Luật Hình sự. Bà Nhiên có hơn 15 năm kinh nghiệm làm tư vấn độc lập cho các dự án năng lượng của Ngân hàng Thế giới, EU, Liên hiệp quốc, IDB, Bộ Công thương và Bộ Khoa học và Công nghệ. Và đây là hình những nhà hoạt động môi trường bị bắt. Các hoạt động chuyên môn của bà tập trung vào kinh tế năng lượng, mô hình năng lượng, chính sách năng lượng và đánh giá các công nghệ năng lượng carbon thấp. Bà đã tham gia xây dựng bản đồ tiềm năng năng lượng tái tạo cho Việt Nam và xây dựng chính sách năng lượng tái tạo. BBC cho biết thêm. Những năm gần đây, nhiều tổ chức phi chính phủ làm việc trong các lĩnh vực môi trường và năng lượng tại Việt Nam cũng đã bị đóng cửa hoặc bị hạn chế hoạt động. Nhiều lãnh đạo của các tổ chức này bị bắt như Nguyễn Thị Khanh, Đặng Đình Bách, Hoàng Thị Minh Hồng, Mai Phan Lợi và Bạch Hùng Dương với cáo buộc trốn thuế, trong khi quốc tế mô tả là có động cơ chính trị. Về vấn đề giảm điện than, theo cam kết của Việt Nam, BBC đánh giá lượng than nhập khẩu của Việt Nam đã tăng 71% trong 5 tháng đầu năm 2024 so với cùng kỳ năm 2023, năm 2023 tăng 61% so với năm 2022. Ngoài ra, trong 2 tháng đầu năm 2024, sản lượng khai thác than trong nước đã cao hơn 3,3% so với năm 2023. Đây là hậu quả của việc chính phủ tăng sản lượng than và khí đốt để giải quyết hiệu quả tình trạng thiếu điện tiềm ẩn trong tương lai. Quý vị và các bạn đang xem chương trình trực tiếp của Kim Vũ với bản tin. Nhiều tổ chức quốc tế phản đối bản án dành cho bà Ngô Thị Tổ Nhiên và yêu cầu Hà Nội trả tự do cho các nhà hoạt động môi trường. Xin mời quý vị và các bạn chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm nút theo dõi trên YouTube và Facebook của Thời báo Đề để luôn được cập nhật bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Kim Vũ xin kính chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn trong chương trình lần tới.